Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 28 tháng 12, không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và sau đó thì ảnh hưởng tới khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nếu như đợt rét kéo dài từ đầu tháng 12 cho tới nay chủ yếu là rét khô, thì lần này sẽ là thời tiết rét ẩm và giá buốt. Dự báo được không khí lạnh này sẽ kéo dài ở các tỉnh miền Bắc trong nhiều ngày tới. Từ 28 đến 30 tháng 12, trời mưa rét. Từ 31 tháng 12, trời ít mưa nhưng nhiều mây âm u. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, từ đêm 27 tháng 12 đến 29 tháng 12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Từ đêm 28 đến 30 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông cùng với mưa rông, nền nhiệt giảm mạnh ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ chiều và đêm 28 đến 30 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.